Xin chào mọi người, lại là mình, Bích Ngọc. Và rời xa phố thị ồn ào, thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến với một địa điểm chụp ảnh rất là nên thơ và mê lòng người nhé. Và địa điểm mà mình muốn nói đến trong ngày hôm nay đây chính là bản Cát Cát, một địa điểm du lịch rất là quen thuộc khi mà mọi người đến với Sapa. Là một địa điểm hội tụ cả non, nước, mây, trời, tạo nên một bức tranh vùng cao Tây Bắc vô cùng nên thơ và lãng mạn. Và đây là thành quả của chúng mình, hy vọng mọi người sẽ thích nó nhé.